Ba lô phát giá 255.000 sẽ có gì? Bình thường khi review tôi hay nói là những cái ba lô phát này rất là mỏng, nhưng mà xem video thì chắc là các bạn sẽ không hình dung ra được là tụi nó mỏng ra sao, đúng không? Đây, nó có sách mách có chứng, tôi đầu tư mua hẳn một cây cân điện tử luôn. Cái ba lô phát này có cân nặng là 505 gram, còn đây là cái ba lô reel nè, 920 gram. Nhìn vào cái sự chênh lệch khối lượng giữa ba lô phát với ba lô reel á thì các bạn cũng biết được là cái ba lô phát nó mỏng tới mức nào rồi, đúng không? Nếu bây giờ tôi là người xé hai cái ba lô này thì có thể là sẽ không công bằng, cho nên tôi sẽ kêu một người khác xé. Anh ké con mũi em đi. Được rồi. 1, 2, 3. Rồi. Đó. Chung nó như bún vậy đó, xé là rách rồi đó nè.